Đây giờ quay video. Hello, chào Tuấn nha. Mình có cái đồng hồ Redo của mình. Hiện tại bây giờ là mình cũng đã nhờ thợ quê mình sửa cho mình rồi. Thế nhưng mà thợ quê mình sửa không được. Đấy, thợ mình là lau dầu sửa cho mình rồi. Thế nhưng mà làm sao về nó lại chết. Đấy. Thì nhà Tuấn về phần cơ thì Tuấn kiểm tra xem là cái gì về phần cơ mà nó kém thì Tuấn cứ thay thế giúp mình, thay đồ chuẩn cho mình, và Tuấn lau dầu lại nha. Lau dầu này, về phần cơ kém thì cái gì cần thay thì Tuấn cứ thay. Đấy, về trục chốt lấy giả thì ở đây thợ có thay rồi nhưng không phải núm của nó thì Tuấn thay luôn cho tớ cho mình vậy. Dây thì đã bị đứt thì Tuấn thay luôn dây cho mình nhé, thay luôn dây cho mình này, và đánh bóng lại vỏ này cho mình, thay mặt kính này, rồi vệ sinh sạch sẽ cái mặt số này, và kim giả đó, và chống nước cho mình nhé, và tiện là làm luôn chống nước cho mình nữa, thay dây đánh bóng vỏ này, vệ sinh mặt số và kim, thay chốt cho mình và chống nước nữa nha. Về phần cơ thì Tuấn kiểm tra cái nào mà nó kém liên quan phần cơ thì Tuấn cứ thay lại đồ cho thứ, thay đồ chuẩn cho mình là được. Và sau khi chuẩn chỉ ngoan lành rồi thì Tuấn theo dõi ngày giả và lịch cho mình, chạy chuẩn là ok, Tuấn gửi lại cho mình nhá. Rồi, và cho mình xin địa chỉ nhá. Ok, xin chào, cảm ơn nhá. Chào Tuấn.